Cách biệt âm dương, tác giả Phùng Trung Chính viết, Liên Nguyễn thực hiện. Hai mình chúng sống nhiều năm, một ngày bất chợt anh nằm thiên thu. Hồng trần dương thế gia từ khỏi nhà nghỉ ung âm u thương sầu. Nằm đó chẳng nói một câu, để em thương tiếc đêm thâu lẽ nào. Anh đi để lại biết bao, anh đi em ở lệ nào đầy dớn. Mỗi ngày nhang khói anh ơi, âm dương cách biệt cảnh đời lẻ loi. Cơm canh em nấu gọi mời, hồn thiên anh hỡi nghe lời về đây. Tim em đau buốt đêm ngày, nhiều đêm nước mắt tràn đầy gối chăn. Không nghe tiếng gọi của anh, trong ngoài trong vắng cơm canh một mình. Bát hương khói tỏa bóng hình, anh đi bỏ lại nghĩa tình phu thê. Dòng linh anh hỡi có về, tìm em trong mộng tỉ tê anh à. Hồng trần em nỡ còn xa, hãy ta gặp lại chung nhà kiếp sau. Anh đi để lại đớn đau, còn em sống giữ trọn câu chung tình. Anh đi buồn bã một mình, anh đi để lại chân tình trong tim. Anh đi buồn bã một mình, anh đi để lại chân tình trong tim. Tác giả thơ của Phùng Trung Chính viết ngày 23 tháng 8 năm 2018, Liên Nguyễn thực hiện. Chào cả nhà.